Chuyện tình yêu có mấy ai biết được ngày vui, mấy ai biết được ngày buồn. Ước mộng ban đầu đẹp tựa bài thơ, bao yêu thương sâu trong mơ. Ngày tình yêu đến em đâu mơ ước sâu sang, chỉ mong sao được hạnh phúc sớm hôm vui vây bên nhau, chia sớt buồn vui bao sóng tố trong đời, nguyện bền chặt câu lứa đôi. Ngờ đâu yêu thương xưa vội tan khi anh đi không trở về, mang theo bao nhiêu ước mơ. Chuyện tình yêu ai biết đâu ngày sau, khi con đò xa bên đê từng đêm em khóc thầm. Rồi mai em biết đi về đâu khi thân em đã lỡ làng, lời đau thương chót mang. Phận làm con chữ hiếu con nặng mang, nên yêu thương đành giấu kín cho quên đi những muộn phiền. Một con một bóng dưỡng chiếc xe mà thấy không? Thì biết rồi, cái đường nhỏ quá thì phải đường cho tao qua chứ. Ừ. Quanh lại, nhanh. Chở tôi đi cái coi. Ừ. Tôi đã già cả mà còn hôi nữa. Đường nón đây. Bà đi đâu? Chở tôi đi tìm cha bá nhà tôi. Ông ở đâu? Không biết. Trời, bà lăng nhách mà không biết sao mà tìm. Thì cứ đi, chở tới mấy cái chỗ mà cả hay ghé nó, thế nào cũng gặp mà. Được rồi. Đấy, kêu là đi thôi. Nhưng mà bà nhớ là được cây số là tôi tính tiền đó. Trời ơi, lẹ đi, nói gì quá. Đâu. Đàng hoàng chưa? Đi. Ngồi đàng hoàng chưa? Rồi, được rồi. Ôm không? Không. Vậy nè. Vất vả cho mọi người quá đi. Vất vả gì đâu anh. Chúng tôi đã hứa với anh và anh ba là chúng tôi phải làm bằng được. Vậy hả? Dạ. Thôi cảm ơn. Ủa, mọi người đâu? À, mọi người đằng kia kìa anh. Dạ hả? Dạ đi. Đi mua bánh đi. Ba trả tiền cho tôi. Dạ đi, chị trả cho. Rồi rồi, để tôi chạy. Đi. Lẹ lẹ về trả tiền cho tôi nha. Vậy tôi trả cho, đi vậy đi, vậy đi. Nếu bà ông ba ông mà xấu tính xấu nết nhậu nhẹt nhiều á, bà về với tôi nha. Không quá bà. Nhanh lên. Trời ơi, từ từ. Trời ơi, từ từ, khói quá à. Từ từ chứ. Nhanh lên. Nhanh lên. Ba. Ngồi đàng hoàng đi bà ơi. Ôi, sao hẹn tôi mình chạy đi à, bỏ tôi vậy. Nè, ông kia, ông có về không? Tôi chở ông về luôn. Khỏi cần. Làm gì dữ vậy? Làm ăn gì kỳ vậy? Đứng lại! Ông ba, đứng lại coi! Trời đất ơi!
chết với tôi. Càng quá ha. Mày chạy nhanh quá, cái thằng Quỳnh này. Rồi rồi. Ông kìa. Biết rồi. Bá đạo, tôi là bún mà. Bún đạo? Phải phải, mày có biết cha bún này không vậy? Ai biết? Cha nội. Không phải tên mình thì dừng lại đi, làm gì chạy quá mạng vậy? Trời ơi, nãy giờ bà đòi chém đòi giết, ai mà dám đứng lại? Bây giờ tôi lên được chưa? Đi đi. Đi gì đâu à? Làm bất công à? Làm sợ quá mạng à? Về chỗ cũ đi. Tiền gấp đôi. Chơi mày luôn. Làm cái hố quá mạng à? Còn quỷ dịch gì nữa, chạy gì mà chạy quá trời nhanh à? Nhanh đi, chạy về chỗ cũ tôi còn tìm bá nữa. Vợ mập hư thúi. Ủa, chị về rồi đó hả? Về sao không về? Gì đâu tù lum vậy? Lộn lộn gì? Nước nóng rồi, pha sẵn chi bộ biết tôi về hả? Mà nhà có cơm nước gì không? Dọn ăn cơm của ai đó bụng quá. Ủa, tưởng ông quên đường về nhà ăn cơm rồi đấy chứ. Ông thích ăn phở lắm mà. Bà nói gì kỳ vậy? Kỳ gì mà có kỳ? Có nhà thì phải về chứ mà không lẽ đi đâu? Thôi đừng có nói. Tôi biết hết rồi. Biết gì? Bây giờ ông nói cho tôi nghe đi, con nhỏ này là con nhỏ nào hả? Sao đi hoài vậy? Trời đất ơi, tối ngày cứ kiếm chuyện hoài. Tôi nói với bà đó, cái bữa đó là tôi sai, tôi xỉn, cho nên tôi mới nằm tôi ngủ lại như vậy, chứ thật sự là đâu có làm bậy cái gì đâu. Ông đừng có chối, ông đừng có xạo sự hả? Đàn ông mấy người hả, không bắt tận tay dai tận mặt thì không có chịu đâu. Bà tào lao quá đi. Tôi mà muốn gì? Ngoại tình đó ha, hả? Là tôi đi ngoại tình từ hồi cú lý của Lai kìa. Cái hồi mà tôi là trai mới lớn, chỉ mới vừa quen bà, tình yêu chúng ta mới vừa chốn nở, mà tôi đã có ý đồ ngoại tình kìa. Trời, hiểu chưa? Trời, chứ không phải là đợi tới bây giờ tôi mới có ý đồ ngoại tình, nghe rõ chưa? Mệt bà quá, tối ngày nghe ăn tuông ba cái chuyện gì đâu không. Đã nói là không có con nhỏ nào hết, nghe không? Không có nhỏ nào sao được? Trời vậy ơi, sao ông một đi hoài mình vậy? Bà, nghe tôi nói nè. Một mình bà, bao nhiêu năm nay là tôi đã muốn chết rồi, hay không? Bây giờ mà rước thêm một cô nào nữa về chắc là hốt cốt tôi luôn à. Một mình bà là tôi đã muốn vậy nè. Đó, thấy không, thấy không? Bây giờ ông nói xấu tôi, thấy không? Sáng sớm là tôi đã rồi, nên nói gì nè. Đó, nghĩ sao? Ông đừng có làm quá lên nha. Mừng quá gì? Ông mà bị vậy á, là do mấy con quỷ ở ngoài đường á. Không có đâu. Hả? Chứ làm gì mà tôi hành hạ ông dữ vậy đó hả? Bà tào lao lắm, bà biết không? Bà biết là cái người chồng, tâm lý của một người chồng là khi bước về nhà, vợ là một mỹ nhân, thấy chồng bước vô là nhoẻn miệng cười, anh yêu, anh mới về đó, thì người chồng người ta mới có cái tình yêu, dù có đi đâu qua người ta cũng mò về cái nhà này. Con về mà cứ cử lộn hoài á, đi nữa. Khoan đã, ông nói đi. Gì? Con nhỏ nè. Con nhỏ nào? Là con nhỏ nào? Ông đi với con nhỏ đó phải không? Tôi không biết. Tôi mà biết ông đi với con nhỏ đó hả? Trời đất ơi, tôi băm nó ra từng mảnh nha. Tôi mà bắt tại trận cái ông với nó nha. Tôi xé ông ra như cái đùi dẻ luôn á. Sao có nghĩa là bà bắt được con nhỏ đó là bà đem cho vịt ăn phải không? Rồi bà xé tôi rồi bà thả cho chó ăn phải không? Đúng không? Đúng chưa? Nhớ nghe. Còn bây giờ đi đâu nữa? Bây giờ đó là đi ta bà thế giới. Hả? Đi kiếm cái gì ăn, nghe không? Nè, nghe rõ chưa nè? Mỹ nhân. Thôi, goodbye.
See you again. Ông đi đâu đó? Đi ăn phở đúng không? Ông đứng lại coi. Ông này nè nè nè, ông làm gì vậy? Sợ đường bụi. Nè 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 nè, ôi trời. Nè, ông ba. Ông đi luôn đi nha. Dạ, con chào hai bác. Chào chị. Chào ông bà đi con. Hello con. Bé này là... Dạ. Sao? Con hỏi ông khỏe không? Dạ chào ông. Ông khỏe không? Quá. Giỏi quá ba. Ông khỏe. Dạ chào ba. Giỏi quá. Giỏi. Trời ơi, con chị nó giỏi vậy, hèn chi chị lo làm kiếm tiền quá trời. Tiết, hôm nay chị hạnh quá, chị con có đem theo một món mà Tiết cực kỳ thích luôn á. Món gì? À, chị nhớ rồi, canh chua cá bông lau với cá khô tộ. Đúng rồi. Nói ra thấy đói bụng rồi đó, thôi vô nhà con. Vô con. Dạ, đi con. Đi con. Đi con. Đi nhà, đi nhà. Ngoan quá. Nhớ lấy nước cho em uống nghe con. Dạ. Chắc tụi nó không có gì. Nếu có gì nó đem theo con chi. Alo. Chào anh bảy. Khỏe không? Gia đình mình khỏe hết ha. Trời ơi, bên đây hả, êm ái vui lắm anh ơi. Tôi đang dự tiệc. Rồi nè, rồi thằng hai nó chuẩn bị về. Rồi anh coi, anh thu xếp cho thiệt chu đáo giùm tôi nghe không? Mọi chuyện là coi như tôi trông cậy vào anh hết trơn á. Tôi biết rồi. Rồi để xong xuôi rồi cái là đặng tôi về tôi vui với bà con chứ. À không, vui với anh nữa chứ. Rồi biết rồi, yên tâm. Anh cứ bật đèn xanh là tôi qua liền nha. Yên chí. Trời ơi, anh là người ơn của tôi. Thấy không, tôi sẽ tạ ơn anh một cái đầu heo thiệt là bự luôn. Vậy ha, giữ sức khỏe nha. Rồi, ok, bye nha. Rồi, chết cha. Ông ba. Bà làm cái gì tôi hết hồn hoài vậy bà? Ông đang suy nghĩ tới con nào vậy hả? Con nào bỏ bù mê thuốc lú ông phải không? Bà nói gì tào lao vậy bà? Tào lao cái gì? Nếu mà ông nói chuyện đàng hoàng á, tại sao có bạn có ghế không ngồi nói chuyện? Mà lúc đó trong đó nói chuyện là sao? Thì ngồi đó, nó mát. Vậy chứ ông nói điện thoại với ai? Nói chuyện với anh Bảy. Sao? Nói chuyện với ông Bảy thì là phải vui chứ. Mà đằng này tôi thấy cái mặt của ông lo lắng, căng thẳng. Ông đừng nói xạo với tôi nha. Nói chuyện với anh Bảy, nếu mà anh về, anh dự đám cưới thì bản thân tôi rất là vui. Nhưng đằng này anh muốn có một cái đám cưới như ý thì không phải là chuyện đơn giản. Cho nên tôi lo là vậy đó bà. Một đám cưới như ý. Ê, mấy ông già đầu hai thứ tóc, ông Bá, ông Sáu, ông Bảy, ông Chín, ông Ba Còi. Ai lên xe qua nữa hả? Ai đi thêm một bước nữa? Nói tôi nghe coi. Bà nói cái gì vậy? Bà nói cái gì kỳ cục vậy? Ai lên xe qua là sao? Bà làm ơn bà đi công chuyện bà giùm cái đi. Tôi không đi đâu hết á. Ông mà nói không ra lẽ tôi không đi ha. Tôi biết chắc chắn thế nào cũng có chuyện lớn xảy ra nè. Thì chuyện này là chuyện lớn rồi đó bà. Đó, thấy chưa? Tôi biết chắc chắn là có chuyện lớn mà. Chuyện lớn là chuyện gì? Ông nói cho tôi biết đi. Tôi không có muốn nói chuyện với bà nữa. Bà ngang ngược quá đi. Nhưng mà tôi muốn nói chuyện với ông. Ông Ba Còi, ông nhớ nghe chưa? Ông có mới nới cũ, ông có trăng qua đèn, ông có đèn dầu qua đèn cày, ông có quạt mái qua quạt tay. Tôi không để yên cho ông đâu. Đừng nghĩ sao tôi ra tay độc á. Gia Linh xếp nhà giỏi quá. Gia Linh, chúc chú cho Gia Linh đem cái nhà này về nhà chơi luôn, chịu không? Dạ chịu. Thôi mà anh John, nhà em có nhiều đồ chơi cho bé lắm. Đâu có sao đâu, anh cứ để nó đem về nhà chơi đi. Để ở đây cũng đâu có ai đâu mà chơi. Chị chơi với em nè. Gia Linh, con cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Giỏi quá. Sắp lên ha. Nè. Đây. Vui quá hả? Anh hai. Hả? Anh hai với bé thân thiết quá nha. Người ngoài không biết á, tưởng hai cha con nữa đó. Nhỏ này. À chị Hạnh, em thấy bé qua nhà em á chơi vui quá.
Vậy thôi, mai mốt hai mẹ con cứ qua đi đi. Có anh cho nữa chắc để thích lắm đó. À, đúng đó Hạnh. À, rảnh rỗi thì cứ dẫn Gia Linh qua đây chơi, đông người vui hơn, mà đừng có ngại nha. À, dạ em biết rồi. Xong rồi, cả nhà ăn cơm nha. Dạ. Nè, bữa nay có bữa cơm ngon ha. À, tôi tuyên bố là coi như là cho uống, ai muốn uống gì uống. Nè, mà nhậu với tôi liền nha. Má, má cứ uống đi, lát nữa con lấy rượu nho cho má, dễ uống lắm. Cũng được con. Tía, vậy lát nữa tía cho con uống không tía? Thì tía nói rồi, là bật đèn xanh, ai muốn uống gì uống. Cảm ơn tía. Ừ. Này con, đó, con để trong đây nghe. Hả? Anh cho, em nói nghe gì? Nè. Vụ gì? Anh về Việt Nam á, về bển á, phải tìm hiểu kỹ chút nha. Tại vì ở bên đó mấy cô gái Việt Nam toàn là muốn lấy chồng Việt Kiều, xong rồi đổi đời này kia, mục đích để qua đây cơ mà. Mà đặc biệt là anh á, gắn mác Việt Kiều, Việt Kiều ngơ ngác về là bị mấy em ở bển dụ mà không hay á. Biết rồi, ai đâu mà dụ được anh không biết nữa. Trời ơi, có gì đâu con. Nè nè, Gia Linh thì ở đâu cũng vậy thôi. Ta thấy là tự mình làm chủ lấy mình, ở đây cũng vậy hay là ở Việt Nam cũng vậy. Muốn làm giàu là tự mình làm, không? Thì con chỉ đưa ra lời cảnh báo chân thành thôi mà tía. Dạ, con mời hai bác. Cảm ơn con. Anh hai, bé là con nít mà, có gì đâu mà anh hai phải ngại. Anh hai nói thiệt đi. Thì cái chuyện mà ngày mai anh hai về Việt Nam để cưới vợ đó, không chừng á, sắp được ăn đám cưới rồi đó. Thiệt hả anh Trân hai? Vậy thì em phải chúc anh nha, anh về Việt Nam khỏe mạnh, với lại mau chóng lấy được vợ, vợ chồng anh mau chóng có tin vui nữa nha. Hả? Trời, chưa có bồ nữa giờ chúc có tin vui rồi. Hay quá, câu chúc của con hay nhất ngày hôm nay á. Chút nữa là coi như bác thưởng cho con một ly nha. Dạ, dạ thôi đi, con uống không nổi đâu bác. Có gì đâu mà không nổi. Nè, nhà nhiều phòng lắm, cứ uống đi, rủ coi xỉn ở lại ngủ. Dạ, con cảm ơn bác. Đó, tía, lát cho con ké nữa nhé tía. Nói rồi, tía bật đèn xanh mà. Anh hai, em cũng chúc anh hai là sẽ lấy được người vợ như ý nè. Ờ, gì, đầu lông răng bạc nữa nha. Là răng lông đầu bạc chị hai. Thì miễn sao người ta có đầu có răng là được rồi. Khó suốt quá. Suốt ngày văn chương mà không có đầu có đuôi gì hết á. Người ta chúc rồi mà không cảm ơn thì thôi. Thôi cả nhà mình ăn cơm nha. À, dạ. Rồi. Con phụ bác. Ừ, phụ đi con. À tía. Gì? Con có ý kiến vậy. Không mấy lát nữa mình mở nhạc lên mình nhảy đi tía. Chứ ăn nhậu mà không có nhạc nhẽo gì nó chán lắm tía. Rồi chơi luôn. Vậy nha tía. Ừ rồi rồi rồi. Chị, bé ngủ chưa? Ngủ rồi. À, hôm nay á, em thấy chị vui hơn mọi ngày rồi đó. Thấy con bé nó cũng chơi vui quá trời. Chị thấy gia đình em hạnh phúc, chị ngưỡng mộ quá. Thôi, hay là chị với em xuống dưới đó uống thêm chút nữa rồi lên. Đi chị. Lâu lắm rồi chị mới uống nhiều như vậy đó. Có việc thì mình cứ uống đi. Trời, bù mấy bữa đi làm mệt muốn chết. À, ủa, rồi chuyện của chị là sao vậy? Sao chị qua đây được vậy? Bé của chị nữa. Là sao em không hiểu. Nhưng mà mấy bữa muốn hỏi chị, tính hỏi mà thấy chị ngại, nên thôi em cũng không hỏi. Thật ra bà của đứa bé là người đã cướp đi đời con gái của chị. Ngoan nghe con. Trời ơi sao nóng quá trời vậy nè. Thôi chết rồi. Đang chơi mát mẻ giờ nóng vậy nè.
Để bà gọi cho mẹ nghe. Hạnh ơi. Con nghe nè chú. Bé Gia Linh sáng giờ nó mát mà sao giờ nó nóng quá nè. Con nhớ đi làm về ghé tìm thuốc mua thuốc cho em nghe. Dạ con biết rồi. Đi lẹ lẹ nhanh nhanh rồi về. Để nó nóng quá rồi vú sốt ruột lắm. Dạ chú ơi chú. Bây giờ con đang kiếm tìm thuốc nè. Dạ dạ con biết rồi. Của ai vậy chú? À, ông chủ ơi, đây là con của cái cô gái mà thuê phòng trọ của mình ở đằng sau nè. À, tội nghiệp. Mẹ nó đi làm nên tôi ở nhà tôi giữ giùm đó. À, thì ra là vậy. Mà thấy nó dễ thương ha ông chủ ha? À, cũng dễ thương đó. Ừ, coi dễ thương vậy á mà bệnh hoài hả ông chủ? Bị gì à, hồi đó đó mẹ nó sinh thiếu tháng nên nó thiếu sức đề kháng nên sức khỏe nó không có tốt. Ồ, vậy hả chú? Dạ. Ủa sao mà giờ này chưa thấy mẹ nó về? Dạ, mẹ nó đi làm về trễ lắm. Mà giờ này chắc cũng sắp về rồi đó. Ủa, nhưng mà còn cha nó đâu? Nó đâu có cha đâu, không có cha gì hết trơn, có hai mẹ con à. Từ hồi về ở nhà mình tới giờ, lẩm rẩm cũng gần cả năm rồi đó. Vậy à? Mà lâu lâu á, tôi thấy chỉ có bà ngoại ở dưới quê lên thăm à. Còn bên nội không có ai thăm thóm gì hết ông chủ ơi. Tội dữ lắm. Đó, ừ, nó nói đó, thấy thương không? À, nói vậy chứ, tôi gọi điện về, nhắc nhở chú, trông coi nhà cửa cẩn thận. Dạ, dạ, dạ tôi biết rồi. Alo, à, cái gì, đổ đau à? Ủa, đổ đau hả? Có liền, các con ơi. Dạ, từ, cái gì vậy? Dạ má, mà đổi con hả má? Nói cái gì? Đồ đổi con hả? Không có cửa đâu. Cái gì vậy? Thôi. Ủa con Hạnh đâu rồi? Ủa trời ơi, nó đâu rồi? Cứ Hạnh sao? Sao kỳ vậy? Tụi con nghĩ sao vậy? Con không được hả? Đổi đào mà đổi tụi con, thôi đổi má mẹ con cho rồi đi. Đúng rồi. Con Hạnh đâu? Ai tụi con biết? Đâu có đi đâu? Ủa? Hạnh ơi. Hạnh, trời đất ơi. À, dạ. Đây. Sao vậy? Dạ. Người ta đợi con kìa. Lại đây lẹ. Sao vậy con? Sao cái mặt chù ủ vậy? Con nghĩ sao vậy? Cả đời má đợi không ai chọn má hết á. Mà người ta chọn con rồi mà mặt con chùa ủ vậy. Cười lên, đi lên trển. Không có cái gì sợ hết á. Nghe lời má, nếu con đi lên trên đó đó, nếu mà người ta làm khó làm dễ hay người ta làm gì á, con cứ hê má, má chạy vô thế thân cho con. Đi, cười lên đi, đi. Còn tụi bay xây ra chỗ khác đi. Cứ chàng ràng. Đi con. Mình à. Nhanh lên. Hạnh. Trời ơi, con gái con đứa gì kìa. Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn mây, lướt gió êm đềm. Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn hoa. Cưng quá à. Trời ơi, uống đi cưng. Xuống. Nè. Vô. Uống nha, uống đi em. Dạ, em xin lỗi anh. Em rót bia phụ anh nha. Em vô đây em, mặt em buồn vậy mấy anh cũng đâu vui đâu. Nếu mà em không vui, mấy anh cũng không vui. Nè bây giờ em muốn sao? Thôi, không đổi đào đi. Thôi mà anh. Nè ngồi buồn vậy mà ăn nhậu đi. Thôi mà anh. Năm. Để em giải quyết chuyện này cho. Nè. Em cần tiền đúng không? Em cần tiền sao em không nói? 100% nè. Bây giờ số tiền này coi như là anh bo cho em. Em tối nay không cần phải phục vụ cho ai hết. Chỉ cần em ngồi ở đây phục vụ cho anh thôi. Mọi chuyện ở đây anh lo hết. Nó hay lắm. Trời ơi, sợp lắm. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh. Em là phục vụ rót bia thôi. Chứ em không có phục vụ mấy cái kia. Anh thông cảm giùm em nha. Không được. Em cứ ngồi với anh. Ngồi ở đây. Mọi thứ của anh lo. Em không có sợ cái gì hết. Đêm nay em chỉ phục vụ cho anh thôi. Em xin lỗi anh. Trời ơi. Kỳ vậy. Nè, đó mày thấy chưa? Đào ơi, Đào ơi. Mày làm ơn cứu tao với. Ở trên đó, có ông khách, ổng
ông tái má tùm lum tùm la hết. Được làm rồi, sao bây giờ? Không sao đâu, mẹ đi theo tao đi, theo tao đi, tao uống hết cho. Không được nữa, tôi đi quán khác liền. Kêu chủ quán ra đây mau lên. Kêu ra đây đi. Vô lẹ chủ quán. Anh làm ăn kiểu này, quán xá làm ăn kiểu này không có vô nữa à? Anh bớt giận đi, toàn là khách quen hết hả? Vô đi mà, vô. Vô đi, vô đi. Không, rót bia cho thiệt anh đi mà. Thiệt tình kỳ cục. Bây giờ nếu em không cho bạn anh thoải mái thì em uống hết với những người bạn trong đây của anh. Đúng rồi. Đó, uống hết đi. Rót bia vô. Đây, 100% uống hết. Vô em. Uống đi. Rồi vô đi. Uống đi cho uống mặt đi, vui vô nè. Đi, uống cho đi. Mấy bạn anh sợ coi. Vô đi. Vô đi. Hết đi. Cạn đi. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Hay lắm em. Hay quá. Còn nữa, một ly nữa. Mày tiếp đi. Tới lượt em á, rót 100 vô uống với cổ đi. Uống. Đây, uống với anh nha. Này sao? Tới này. Đây. Rồi mới tới em. Dạ. Vô đi em. Uống đi. Nhìn tướng là biết mạnh. Vô. Uống đi em, trăm phần trăm đi. Vô. Hay lắm em. Vô. Hay quá. Vô nữa đi anh. Vô. Cắt. Uống đi. Tiếp nè. Uống đi anh. Uống tới anh. Anh với em. Vô em. Vô đi chứ. Chợ gì em. Vô đi. Uống đi. Vô đi em. Dạ. Đó, nãy giờ anh thấy em uống nhiều, bây giờ anh phạt em nửa ly thôi. Uống với anh nửa ly tình nghĩa, vui vẻ. Vô em. Vô. Dạ. Vô nè. Vô đi anh. Vô đi anh. Vô. Vô. Nè anh. Vô. Ôi. Sao kỳ vậy em? Sao vậy? Nói chung cũng được, vậy là ok rồi. Thôi mình vô tiếp đi. Uống đi. Thôi mình chơi đi. Vô. Đi cứ hát đi. Dạ, ông chủ nói bé Gia Linh đó hả? Dạ, nó dễ ủi hả? Nó biết mẹ nó khổ nên ở nhà nó cũng dễ ăn dễ ngủ lắm ông chủ. Dạ, tiếng ồn. Dạ, không có. Mấy đứa sinh viên ở tầng trên á, mấy đứa thuê phòng mình đó ông chủ. Nó sắp tới văn nghệ rồi, nên giờ này nó còn ca hát ì xèo tập vợt gì ở trển á. Mà có tụi nó cũng vui lắm ông chủ à. Có nó đi ra đi vô cũng có người. Dạ, thưa chú con mới về. Con. Hạnh ơi, tớ ra đây. Nè, ông chủ, đây là cô Hạnh, mẹ của bé Gia Linh nè. Con, thích lại đây cho ông chủ thấy mặt con. Dạ, con. Chào chủ. Chào cô. Còn đây là ông Thành, ông chủ nhà của mình đó con. Dạ. Chú, con xin lỗi làm gì chú á. Để con hạnh Gia Linh cho chú chuyện với ông chủ nha. Đây, làm em chủ á. Đây. Con ra ngoài nha. Được rồi chủ. Ông chủ thấy sao? Thấy nó hiền hả? Thì đúng rồi. Nó hiền khô á mà, nó dễ thương lắm ông chủ. Tánh nó tốt lắm mà thảo ăn với mọi người nữa. Ở đây ai cũng mến nó hết trơn á. Dạ. Dạ thôi, mấy đứa trên này nó ồn quá. Để tôi thôi, tôi tắt nha ông chủ. Để tôi lên tôi nói tụi nó tốt tốt đi. Đặng đêm hôm khuya khoắt cho hàng xóm nghỉ ngơi để người ta rầy á. Thôi tôi thôi nha. Dạ. Mấy đứa ơi. Chàng ơi, tụi bay nhỏ nhỏ dùng cái. Quá tài rồi. Chị đã quen được ông Thành như vậy đó. Rồi tiếp theo đó là sao nữa? Đừng uống nữa. Chị kể tiếp đi. Thì Thôi Nghỉ đi. Có gì mai em với chị nói tiếp. Nhậu tiếp. Đi nghỉ. Đi. Thank you.
Chuyện gì vậy? Gì vậy con? Ủa, con làm gì ở trong này? Mày làm tía. Cái gì ở đây? Không, có phải gì đâu tía. Chuyện là... Ủa, sao khóc vậy con? Thôi, Gia Linh ngoan nha, ngoan nha. Đừng có khóc nữa nha. Nha, ngoan. Con gái là phải ngoan, không có được khóc, biết chưa? Con gái khóc là hư lắm biết không? Nhớ nha, không có được khóc á. Nhớ nha. Chuyện là vậy đó tía. Làm cái gì mà con bé nó khóc vậy? Tía, tại vì tối hôm qua con với chị Hạnh có nói chuyện tâm sự rồi uống thêm xíu. Chắc vậy mà chị muốn quên đó tía. Con xin lỗi cả nhà. Thôi, mọi người ra ngoài hết đi, người nào lo chuyện người nấy. Còn con về phòng đi. Dạ. Đi nhanh. Tôi về phòng. Ông à, thường ngày giờ này con Hạnh nó hay gọi về, không biết nó có bận gì không mà không thấy nó gọi. Bà lo cái gì không biết nữa. Thì nó rảnh thì nó điện về, chứ có gì đâu bà lo. Tôi buồn quá, giờ này là nghe giọng của nó rồi mà bây giờ không có nghe, tôi thấy lo lo làm sao á. Không biết nó có chuyện gì không nữa. Bà bởi vậy suốt ngày cứ suy nghĩ lung tung không à. Nó gọi nè ông. Bà nghe đi. Alo, má nè con. Dạ con. Trời ơi, tí má lo cho con quá chừng luôn vậy đó. Dạ. Con sao rồi? Con với Gia Linh có khỏe không? Con hơi mệt. Hả? Con sao? Con mệt hả? Dạ. Rồi, con uống thuốc gì chưa? Dạ có má. Có ăn được không con? Cũng được chút ít à má. Vậy thôi con nghỉ ngơi nha. Dạ. Nó bị sao vậy bà? Nó bệnh hả? Nó bị cảm, nhưng mà nó giấu, nó nói không có sao. Cái con này thường ngày nó vậy đó. Hễ có chuyện gì á là nó cứ giấu à. Nó sợ tôi với ông buồn. Cũng giống như lúc ông bệnh vậy đó. Hạnh, con ghé nhà chưa? Dạ chưa má. Con lật đật chạy từ Sài Gòn về đây đó. Con chạy vô đây thăm tía liền. Con chưa về nhà nữa. Má, tía khỏe chưa vậy má? Tía còn đang ngủ. Bác sĩ nói á, chắc phải chạy thận lọc máu đó con à. Chứ nếu mà để lâu á là nó bị teo cơ, rồi nó gây biến chứng, ảnh hưởng tới tính mạng đó con à. Má, còn ăn uống của tía sao hả? Bác sĩ có dặn kiêng thêm gì nữa không má? Chưa đến nỗi nào con à. Nhưng mà bác sĩ nói trong thời gian chạy thận này á, thì phải cho ông ăn nhiều chất đạm, như là thịt với lại trứng, cá rồi đó con. Má, cái bệnh này người ta nói á, là không có được ăn mặn đâu. Má cho tía ăn, đừng có nêm thêm muối nhiều quá nha má. Má biết rồi con. Phải rồi. Má, con bữa nay con gom được có nhiêu đây à? Má giữ đi, má mua đồ ăn với lo bệnh tật cho tía giùm con nha má. Nha má, con lên Sài Gòn á, con ráng con làm thêm, con phụ thêm cho má với tía nha. Rồi con đi như vậy, bé Gia Linh con gửi nó cho ai? Má đừng có lo cho Gia Linh. Ở trên Sài Gòn đó, con gửi cho Vũ Năm á. Vũ Năm là quản gia của khu nhà trọ con ở đó. Vũ Năm tốt bụng hiền lành lắm. Mỗi tháng á, con phụ một ít cho Vũ Năm. Rồi Vũ Năm cũng đỡ đần phụ con lo cho Gia Linh. Mà Gia Linh cũng mến Vũ Năm lắm. Có Vũ Năm con cũng đỡ khổ lắm á. Tội nghiệp con bé, lâu rồi má không có thăm nó. Thôi con vô thăm tía đi.
Thôi má ơi, con không dám chào tía đâu. Mấy lần về trước tía mà gặp con, tía đuổi con đi à. Giận thì tía bay cũng la bay vậy thôi, chứ bây giờ bệnh tật vậy con cái vô thăm ai mà la. Thôi con cứ vô đại đi. Con không dám đâu má. Đi vô đại đi con, có má mà, không sao đâu con. Ông à, con nó gửi tiền về cho ông nè. Nè, tôi tía không mấy về. Không tía gì hết á. Tôi không có lấy đâu. Tôi không có lấy những đồng tiền dơ bẩn, những việc làm nhục nhã của đó để mà trị bệnh cho tôi. Tôi không có lấy đâu. Mà kêu nó đi đi. Tía, tía đừng có nói con vậy mà tía. Con, tao thề với mày, tới chết tao cũng không dùng đồng tiền đó đâu. Tao chết ông, sống kệ tao. Ông ơi, ông đừng có như vậy mà. Tía ơi tía, tía ráng nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi tía. Tía đừng có giận con nữa mà tía. Tía ơi, mày đi đi, tao không muốn thấy cái mặt mày đâu. Tía, tôi tía đi, tôi má đi. Con, sao ông kỳ vậy? Con nó đem tiền về lo cho ông chứ lo ai, mà còn la nó như vậy nữa. Tôi không có cần, tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn của nó đâu. Nữa, lại khóc nữa à? Cứ lo hoài. Nó luôn nghĩ tới người khác, không bao giờ mà nó nghĩ tới bản thân mình hết trơn á. Tại sao em chịu vỗ tay? Dạ, đúng rồi. Em xin lỗi. Nghe đúng không? Em không phải. Em khi dễ anh phải dạ, không? Có. Em khi dễ anh phải không? Dạ không phải mà anh Lâm. Em chê anh không có tiền vậy? Anh vô quán này, vô đây. Anh chấp nhận tất cả em muốn gì anh chịu. Tiền lúc nào? Đây nè, em muốn nhiều tiền. Tiền đối với anh không có thành vấn đề. Chán lắm, vô đây gặp em cảnh này chán dữ lắm. Anh bo cho mọi người hết. Nè. Cảm ơn anh. Nè em. Cảm ơn anh. Nè em. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đi. Nè em gái. Dạ. Em dạ. Hả? Anh chưa có bo em được. Mọi người ai cũng vỗ hết, em chưa có vỗ tay. Em cứ đợi đó. Khi nào anh cảm thấy anh vui, anh sẽ bo cho. Dạ, vô nè. Vô. Vô nè. Vô đi. Vô đi. Vô. 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 Sao? Giờ em sao? Em có vui không? Chê tiền gì? Dạ, dạ không, em vui mà. Em xin phép anh Năm, em uống. Đó. Đó, em vui thì muốn đi. Nào, vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Dạ. Vô đi em, anh móc tiền bo cho em nè, anh lúc nào cũng chừa cho em mà. Đây nè, vô đi em. Cảm ơn anh. Vô. Cố lên em. Cố lên em. Hay lắm. Cố lên. À.
Cố lên. Cố lên. Cố lên em. Cố lên. Chán ơi là chán. Mới có 50. Thấy chán thì chứ. Chơi vậy thả nhà chơi sướng hơn. Vô đi, vô đi. Vô đi, vô. Vô đi. Vô, vô đi cưng. Trời ơi, sao vậy con? Ở đây con biết tánh má mà, má là thương con nhất. Vậy mà má làm cái gì mà con phụ lòng má? Cái ông khách này á là khách sộp, con làm mất lòng ổng rồi á thì mai mốt má con mình á chắc là cặp đất mà ăn à. Sao con dại vậy? Trời ơi, sao vậy? Sao vậy? Cái con quỷ, mày mở mắt ra mày coi nè. Tại sao? Không chịu đi tiếp khách, không chịu đi làm, rồi lấy tiền đâu? Lấy tiền đâu mà nuôi con? Hả? Rồi, ở đây nè má, chỗ má với con thâm tình nói với nhau. Rồi, người ta đuổi má con mình sao? Con xin lỗi vậy? Má. Sao? Trời ơi, sao tao nói với mày như nước đổ đầu vịt vậy? Má. Cái gì? Má cứ yên tâm đi. Trời, sao yên tâm được? Là con chịu trách nhiệm nè. Nếu mà chỗ ở đây có đuổi má thì con nghỉ việc, không ảnh hưởng gì tới má đâu. Trời ơi, sao mà không ảnh hưởng? Con nghĩ sao vậy hả? Con nghĩ sao? Bây giờ má nói với con nè, tánh tình con đừng ngăn bướng nữa. Má đưa con về, mấy con quỷ kia nó về hết rồi. Đi về. Con tự đi về được. Sao vậy? Con được mà. Sao về được? Trời, thấy chưa? Trời ơi, không sao mà, con đã nói là con tự về được mà. Bây giờ mày muốn sao? Con cái gì? Con ngang bướng lắm. Con gái gì mà như con trai vậy? Đi về, mau. Má biết tính con mà đúng không? Còn nói một là một. Tính con còn sao? Còn đi kêu sợ ôm. Tại sao không giống tính má? Con gái gì mà cứ ngắt vậy? Con có giống má không? Yểu điệu không? Đứng lên, bây giờ đứng lên đi về, nhanh. Má cứ để con tự đi. Cảm ơn má nhiều. Thôi đi, mệt quá. Thì con muốn làm gì cô làm đi nha. Tánh tình gì kỳ cục ngang bướng à. Con gái con lứa. Thân đàn bà, phụ nữ, khổ thiệt chứ. Lấy chồng nước ngoài chi mà cho khổ. Bị người ta gạt, rồi có con, nuôi con một mình. Không có nghề ngỗng gì hết. Bởi tao nói với mày rồi. Ê, trời ơi, sao vậy? Nó quấy vậy à? Mày đã chưa về hả chú? Dạ, bữa nay sao nó quấy quá ông chủ ơi. Sáng giờ nó cứ thở khò khè hoài à. Nó cứ cự nữ hoài à. Ăn cũng không ăn mà bú cũng không bú. Ngủ cũng không ngủ. Tôi dỗ nó quá trời từ sáng tới giờ. Cứ ẩm trên tay hoài à. Mà không biết sao bữa nay mẹ nó cũng về trễ nữa. Cũng tội cho con nhỏ. Biết rồi, bà biết rồi. Để chút mẹ về nha con. Chắc là mẹ nó về thôi nghe ông chủ. Để tôi ra mở cửa cho nó. Chào chú. Trời đất ơi, sao vậy con? Sao mà sai xỉn quá vậy nè? Mà Hạnh ơi, sau khi trước khi về con không thay đồ, con ăn mặc về tới đây người ta dị nghị chết đi. Trời ơi, cái con nhỏ này thiệt tình á. Sao? Xỉn quá rồi. Bây giờ làm sao, có thay đồ nổi không? Trời ơi, chết rồi. Thiệt. Trời ơi, sao mà khổ quá trời như vậy nè. Rồi con bệnh tới nơi mẹ thì vậy nữa. Xa.
mơ vội tan, tình yêu đi xa ngút ngàn. Đến lúc cánh hoa tàn úa, chẳng còn tin những tiếng yêu trong đời. Bao xót xa đầy vơi, về dấu kín trong nụ cười. Rồi một ngày đông qua, mùa xuân đã đến bên kia đồi. Em về nhặt lại cánh hoa vàng, rồi đánh thức giấc mơ ngày xưa. Em về nhặt lại cánh hoa vàng, rồi đánh thức giấc mơ ngày xưa.